Chào các bạn. Hôm nay thì trời cũng mưa mưa. Đấy, là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Thì cũng sau một thời gian mình bổ sung thêm đất cho cái bầu cây chiết này, cây sông chiết để nó giữ quả. Thì các bạn thấy thì nước quả trước đã rụng hết và nước quả tiếp theo đã ra được mà nó sai như thế này các bạn ạ. Đấy. Rất là tuyệt vời. Thì mình tổ chức cắt. Đấy. Để chuyển chậu cho em vào những ngày mưa này thì cái quá trình phát triển của em sẽ tốt hơn. Và chắc chắn bây giờ mình nghĩ rằng rễ nó sẽ ăn xuống khu dưới này và sẽ tốt hơn rất là nhiều rồi. Thế thì cũng không để làm mất thời gian của các bạn thì mình cũng cắt trước rồi. Đấy, mình cắt trước như thế này rồi. Bây giờ mình chỉ việc nhấc lên thôi. Đấy. Đấy, các bạn thấy rễ nó đã bắt đầu ăn xuống dưới rồi này. Đấy. Dự định mình sẽ trồng một cái chậu này cho em. Đấy, mình cũng đã chuẩn bị sẵn đất rồi. Đấy. Đấy, còn đây các bạn thấy thì rễ của em ra rất là khỏe. Rễ ăn xuống qua cái phần nếu đúng ra thì mình có thể mình lấy kéo mình cắt bỏ này ra, nhưng mà thôi đấy. Ở đây mình cũng trời mưa, cái này nó cũng khỏe cho nên mình cũng không cần phải cắt cái bóng ra, mình chờ nạt cái này ra cho các bạn cùng xem thôi. Thì đây các bạn cũng thấy là rễ của em đã xuyên qua và đã dài. Đây là mình ấy ra thì nó sẽ bị tước một lần vỏ nhưng không sao, cây này đã rất là khỏe rồi. Dễ này. Đấy, như vậy là mình trồng cái này thì hoàn toàn yên tâm là mình giữ được quả các bạn nhé. Đây là cái bầu chiết đây. Còn đây là quả và rau quả rất sai các bạn, rất đẹp, rất thích.
cái gốc của nó đây. À, sau này mình trồng thì em phát triển khỏe mạnh thì mình sẽ tính đến để cành nào đấy, và uốn nắn ra sao thì dần dần mình sẽ cập nhật cùng các bạn. Còn hôm nay thì mục đích của mình chỉ là review với các bạn là mình cắt cái cành cây sung chiết này đấy, sau khi đã bổ sung đất đấy, cho rễ phát triển khỏe mạnh hơn để giữ quả. Bởi vì cái cây này nó sai quả như thế này các bạn. Đấy. Thì quá trình nhà em phát triển thì em tiếp tục ra quả luôn. Đấy. Chứ không bị chột sau khi cắt cây chiết ra trong. Đấy. Bởi vì rễ bây giờ nó rất khỏe rồi. Rất tuyệt vời các bạn. Thế thì hôm nay thì mình cũng chỉ chia sẻ với các bạn về cái cắt cây cây sung này thôi. Thì mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.